nhà rong đó cho phụng hiểu sao đó sao lên sao tối này tao bên hôm nọ cô giờ thì hậu ba hậu chế là cô chỉ tao tệ thế cứ cần cầu đi lại chế cô chỉ không tôi một trái chế rồi chế chỉ tao thay cho nên sao đời bỏ nó nữa chế của tao bên hôm này chế cô giờ muốn để chỉ là suy chế cô cho con để mình nhổ mối liêu tế lại suy thiệt còn hôm nọ chế cô để cho chỉ cô giờ lột ta chế cho mình gì lại suy chế chế cho con để mình nhổ lấy họ khen đây mà cô hoặc là các tôi một trái chế rồi thế nên cho phụng chỉ sao đời nữa cho tôi một trái chế đùa rồi à tôi một đi nó mất thân chỉ trong này sẽ được bỏ đi nó và thầu giờ bóng trà đi nó xứ và anh chỉ bóng trà ta chỉ giờ tôi một nữa thế xứ họ bóng trà và họ lựa soi giả lại chỉ nếu chỉ tàu tè rồi nè thì mất chỉ tàu thay trong này sẽ được bỏ thì chúng mất thay thế mất chọn cho thầu à giờ xuất phát tôi một thế ấy thầu ấy tôi một tàu kế lại chỉ một trâu có từ chỉ mà mất thay trong này sẽ được sai à cô ở trong cái ngõ sau đó này cho nè gì cứ tin đi cha phong yêu sơn đà cho nên cho tu cô chắc chắn cả cô vẫn tu rồi là thiên là một điều trong tàu trong sơn đà này và lên từ nhẹ cho họ lựa trong này cố thiên là sự cảm tàu sau tông tàu đó cô ấy cô họ bán trẻ cho nên sơn đà và họ có tàu yêu lừa họ lựa cho tu lừa thì cho nè bác sĩ chế và nên muốn tới chế và họ chỉ tàu một trái chế thế chỉ mà họ lựa của này à cho lần gì sơn đà đi nó sử ít tiền một cái tiền mà họ muốn chọn thêm một thay tôi cho nên sau đây tao xây cho cụ công ước kể lời gì cho đời tận đây nè tưởng anh bỏ rồi bỏ rồi vẫn tái lại bỏ rồi bỏ bỏ lại bỏ vào mồm em đi nhắm đoạn nào anh? Ngay chợ ơi. Ngay chợ trung tâm chợ ở cái đường rẽ lên bên đi bên trái là trên chỗ mình để xe đấy. Vâng. Qua tí. Chỗ mình để xe sang bán hàng nhà bạn kia đấy. Vâng. Vượt vượt anh đánh đi đáp vài con làm bắn cà chua đấy còn luôn mà. Là gì chị cụ ơi bánh gì à bánh tráng trộn à mà mai cho mang cho bà loại mới cái này mới bán được đấy.
May không phải chó. Chó sủa đi chứ. Đi đại ca lo rồi. Đại ca Quỳnh. Đại ca đây rồi. Nhưng mà chó sủa thơ thì đại ca cũng chỉ là cưng mùng. Đây, đây à? Ông bị tóm à? Chắc bị rồi. Cái ông già bị rồi. Để đưa trứng cho chỗ nhà ông Vũ ấy. Chứ em đang giờ mới ở Mường Ảng đi. Chị đang dạy học à? Thôi cứ dạy đi, chắc tầm trưa trưa thì em mới đến nơi. Vâng ạ.
làm suốt cả ngày. Trước mày đấy. Bố để trước. Mày còn đứng ra ngõ mày cũng xin nhan. À thằng này. Ở
đi vào nhà không nọ vào đấy à? Là thon ra thì nó rất là phong duyên đấy. Tụt ít ta số cũng hay và tí chua xí cậu xí, tao là tôn giáo nó chỉ làm thon ra thôi, nó lại giao hàng nó ý gì đấy, một phát tiền mặt thay đấy.